tin tức đổi bật trở lại và giáo sư đinh xuân quân đang đề cập đến nỗ lực của pháp cũng như đang gặp phải sự phản đối mạnh mẽ của nga cáo buộc pháp đưa lính đánh thuê vào mặt trận của ukraine điều đó không có thế nhưng sắp tới đây đó anh thấy cái sự hỗ trợ của pháp sẽ đóng góp như thế nào vào thời điểm hoa kỳ đang còn trì trệ với đề ngân sách và, cho ukraine trước hết là quý vị biết là ukraine là đánh nhau là sử dụng pháp pháo binh rất là nhiều về pháo binh và lúc từ đầu tiên tới bây giờ đó là pháp đã viện trợ cho ukraine pháo binh là ra đó gọi là nghĩa là cái khẩu pháo gọi là ra mà mắc tiền lắm chứ không phải không đâu và vì vậy đó hiện giờ có 39 khẩu pháo đó của pháp và của đan mạch viện trợ cho ukraine Mới đây đó Ukraine còn mua thêm 6 khẩu. Oh, mua, mua. Vì vậy đó, Pháp mới lại viện trợ thêm 12 khẩu nữa. Đó là 18 khẩu. Nghĩa là nhân gấp đôi đó cái vấn đề pháo đó. Và hơn nữa, Pháp và Hoa Kỳ đứng ra tổ chức một cái nghĩa là viện trợ pháo binh, hỗ trợ pháo binh cho Ukraine trong đó có 6 nước lớn nhất họ hỗ trợ về đạn pháo họ hỗ trợ về vấn đề mà hơn nữa hơn nữa hơn nữa là vì vậy đó mà nga mới cái là triệu tập ông đại sứ pháp cảnh cáo anh đừng có làm là, à, tìm cách phá, à, phá khuyến anh đừng có làm như trong vậy thời gian qua anh rất nhiều. tại sao ngoài vấn đề pháo đó là quý vị biết quý vị hồi đó tới giờ mình chỉ nghe là Scalp À, hay là nghe là Shadow đó để họ bắn xa bắn mấy trăm cây số đó thì Pháp viện trợ mỗi một tháng là năm chục trái đó cho ừ. cho uh, không quân của của, của, của Ukraine. Ukraine hơn nữa Pháp cũng viện trợ cái bom mà uh, gọi là uh, giống như là gọi là AASM ừ. thì nó giống như là JDAM của Hoa Kỳ nghĩa là bắn rất là là, là, là... À? vâng do đó là, là 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 nga dọa pháp nhưng mà tại sao nó vào đúng cái lúc này tại Âu Châu đó quý vị thấy là các nước Baltic đó là tăng phần quốc phòng trong vấn đề mà mà mà, mà... thủy điện Phần Lan Na Uy đúng. Đan Mạch nghĩa là, là họ là không những mà, mà, mà một phần trăm mà hai phần trăm nè. tới ba phần trăm nâng cái nâng, nâng, tiêu nâng quốc cái phòng. Vâng. Ngân biết, sách rõ ràng họ sợ bị nga tấn công không ừ. những vậy không những vậy vâng. không những vậy chính bà Ursula von der Leyen đó là chủ tịch của châu Âu khi bà ta đi uh, uh, diễn đàn Davos ừ. mới cách đây, đây vài yeah. năm không không phải oh. mới đây, cách đây vài năm thì rồi. chính tổng thống chính tổng thống bây giờ thì là cựu tổng thống rồi Trump nói là quý vị mà à, có đánh nhau um, tôi sẽ không giúp đúng, quý vị đâu um, Hoa Kỳ sẽ không có tới để giúp quý vị đâu um, quý vị nghĩa là sống nhờ nhờ, nhờ Hoa Kỳ thành nhá hoặc là phải yêu cầu đóng góp thêm vào trong cái quỹ của NATO vâng hay là vì vậy đó tất cả các nước à, Âu Châu đó bây giờ là họ phải chuẩn bị. nói là, là, là thức dậy thức tỉnh thì cũng đúng ừ, nhưng à... mà họ nghĩ là đây là một cái chuyện quan trọng tại vì không nếu mà nếu mà ukraine thua thì một ừ. ngàn cũng tới phiên họ do đó cái này là một cái cố gắng mà vì vậy nó cắt nghĩa tại sao mà đại sứ pháp bị triệu tập vào bị triệu tập là <laughs> bị là nga bị, bị, tập, yeah. vâng, bị bộ ngoại giao nga triệu tập là họ muốn cảnh cáo họ không muốn cho pháp giúp cho ukraine thành ra mình ở đây đó có hai chuyện mình phải thấy, yeah. các nước Âu Châu đã thức tỉnh và họ ừ. đóng góp rất là nhiều về quốc phòng. Cái thứ hai họ sản xuất thêm nữa đạn pháo riêng để cho Ukraine. Cái thứ ba nữa là mình thấy là cái chính sách hiện giờ của NATO và của ông Biden đó rất là thực tế là tại vì là họ làm sao họ kéo tất cả các nước tham gia nhiều hơn vào chính cái 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 bảo vệ Âu Châu của họ thành ra đi uh, bổ túc thêm vào vấn đề này thưa quý vị uh, hiện nay và tại diễn đàn Davos kinh tế đó thì có hai luồng dư luận chúng tôi uh, tìm thấy và đưa ra các bản phân tích đó uh, luồng dư luận thứ nhất đó là của những nhà doanh nghiệp và các lãnh đạo của Châu Âu và NATO họ bày tỏ mối quan tâm nếu ông Trump trở thành tổng thống của nước Mỹ lần nữa đó thì cục diện trật tự thế giới có thể lại thay đổi bởi vì những chính sách họ đã bị dưới thời của ông Trump rồi như chúng tôi đã trình bày liên quan đến việc mà tách rời buộc phía châu Âu phải đóng góp vào cái cái vấn đề ngân sách phòng thủ bảo vệ châu Âu và không can dự thêm nữa vào chiến tranh Ukraine. À, phần thứ hai là dư luận trong khi đó thì các doanh nghiệp Mỹ thì họ không có quan tâm họ nói ô ông Trump lên hay Biden lên gì cũng không có thay đổi họ vẫn tin tưởng là kinh chính sách của nước Mỹ không thay đổi. Thưa anh đó làm gì thì làm các quốc gia này và đặc biệt là EU và NATO phải chuẩn bị trong trường hợp ông Trump lên làm tổng thống và không? Vâng thì quý quý vị biết là chính chính phủ nhật bổn còn gửi ông aso, aso qua bên để cố gắng gặp ông trung họ anh biết là tới bây giờ đó cái người thân thiện trong chính sách vẫn là nhật Bản nghĩa là ông uh, trung lên đó, thì ông abe qua chơi gôn với ông trung ngay đúng không thôi. nhật họ... thì à, tổng thống nào họ cũng phải nhún nhường để mà theo cái người tổng thống đó hết đó nhưng mà nó có một cái thay đổi từ đó đó mình đừng có quên đó. hiện the... giờ quân đội Nhật Bản rất là mạnh họ mới oh. là nói yeah. là hứa tăng cái ngân sách quốc phòng đây tới 2027 yeah. Yeah. tăng lên 2% họ hồi đó thì giờ bao giờ cũng dưới 1% của GDP mà đừng có quên <laughs> Nhật Bản đó là một nước thứ ba trên thế giới thành ra GDP của Nhật mm. Bản rất là nền cao nền kinh tế nền kinh tế Và, thứ ba thế giới dạ. trên thế giới do đó khi mà họ nói chúng tôi tăng lên 2% GDP là bao nhiêu tỷ tự nhiên tăng gấp đôi thành ra từ đây tới 27 đó thì mình có thể nói được là quân đội Nhật, hải quân Nhật sẽ là một cái sức mạnh tại Á châu. Thật nhanh trong vòng 1 phút 30 giây nữa đó trong trường hợp bởi vì ông Zelensky tổng thống Ukraine mới đây đã đưa ra lời mời chính thức đối với ông Trump và, à, đặc biệt như thế bởi vì ông biden là tổng thống đương nhiên rồi ông đến thăm rồi nhưng mà nói chuyện với ông trump bởi vì cái đầu cái cái quan điểm của ông á, vẫn từ từ khước những cái vấn đề hỗ trợ cho ukraine và đặc biệt là ông trump nói từng nói đó là nếu mà ông làm tổng thống ông có thể giải quyết tình hình chiến tranh ukraine trong vòng 24 giờ vâng thưa anh trong trường hợp này nếu nước mỹ có một tổng thống mới là ông trump thì cái vấn đề hỗ trợ ukraine thấy có thay đổi không tôi nghĩ thì có thể Còn, thay đổi phải. tại vì tới bây giờ đó, mm. bây giờ mình mm. khó nói tại vì mình mình phải nhìn vào quá khứ và mm. mm. cái quá khứ thì tất cả các chính sách của ông uh, cựu tổng thống Trump ừ, đó terms... là rất là thất thường, rất là thất thường. họ không họ không có thấy rõ ràng hôm nay ông nói cái này ngày mai ông nói cái khác yeah. đó là một cái rất là nguy hiểm, mm. rất là nguy hiểm đối với nhưng mà chúng ta hiểu đó là khi mà đây tới tháng 11 đó nó còn lâu dài lắm nó à, còn lâu mình, dài mình, lắm mình chỉ đặt ra cái thế thuyết hết thôi, thôi. À, và cái vấn đề về chính sách của hoa kỳ đối với ukraine và nato châu âu có còn thay đổi và nếu nếu trong trường hợp ông trump lên làm tổng thống chúng tôi tiếp tục thảo luận cái đề tài này mà quý vị cũng theo dõi trong các bản tin nổi bật kế tiếp các anh đinh xuân vân rất nhiều vâng xin hẹn lại quý vị trân trọng kính chào